Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Giết Đi Úp. Thì đây là con game mà cách đây đây 3 năm trước tôi đã giới thiệu nó với mọi người và nó rất là khó với team. Cho hiện tại tôi cũng chưa phá đảo nữa. Nhưng mà hiển nhiên là hôm nay sẽ phá đảo nữa. Đấy. Đây là màn cuối game nha. Tôi sẽ 3 sao nó. Oh my god. Quay. Hai mới vô 21%. Cũng được. Dạ. Anh chưa thấy cái bò này. Anh nhầm. Má má má. Anh nhầm. Ủa? What the fuck? Méo gì vậy? Nha cái tụ chân. Nhảy đây. Nhảy, nhảy. Oh. Oh. Nhảy hai lần mới kiếm ạ. Nhảy hai lần. Oh my god. Quay đừng miết, quay miết. Chắc lần chín rồi. Cái đoạn nó bay lên. Ok, ta biết rồi. Đoạn nó bay lên nha. Dạ. Wow, cái đoạn đó mình có thể nhảy xuống được. Wow. Không biết. Tôi nghĩ cái nhảy không? Hai ba hai ba lần. Ok. Quay miết nhờ à, cái 24% là tôi bỏ rồi. Quay quá gì cơ.
Oh my god, yes. Yes. Chết bon, một cái bon. Thèm trước tiên là ta sẽ ui mẹ, nghe không bro. Nghe không bro. Cái đó là đang như vậy nhảy nữa. Lại nè. Quay cho nó đi. Được 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 Oh my god, 71% rồi, biết chứ, 71 rồi. Good good. Tiếp tiếp tiếp. Oh my god. Oh my god, cái con được một phát sắp rồi. Không, cái đó không biết mấy tí mà, nó tôi không biết luôn á. Rồi, đây. Từ từ từ. Yes. À, làm được điều đó rồi mấy tí mà. My God. Ok thì video thôi đến đây thôi, tạm biệt mọi người nhé. Đã phá đạo nó rồi, sau 3 năm chờ cay đắng.